Lúc bây giờ, theo lục thiếu du biết, trấn nhỏ tên là trấn Hòa Môn, là trấn gần phi linh sơn nhất, số người khá đông và náo nhiệt. Trong trấn có cửa hàng buôn bán đàn dược, bình khí, dược liệu, nên là nơi vũ giả, linh giả hay tụ tập. Lục thiếu du định mua một ít dược liệu mình thiếu và tài liệu luyện chế khôi lỗi để sắp tới luyện chế thành huyết hồn ấn, cũng thử xem có thể luyện ra khôi lỗi đề dài không. Trong thời gian này, lục thiếu du nghiên cứu cẩn thận mọi thứ ghi trong thiền linh lục của sư phụ thánh thủ linh tồn cảm thấy đã hiểu rõ hắn quyết định tự làm thử Trước khi luyện chế huyết hồn ấn thành công là lục thiếu du có thể điều khiển yêu thú đây là thủ đoạn rất mạnh về khôi lỗi nếu lục thiếu du luyện chế gần trăm khôi lỗi mang theo bên người thì dù đụng phải cường giả cũng có thể lấy con rối đẻ người hắn thì thừa dịp chạy trốn vừa ra khỏi phi linh môn thì tiểu long nhanh nhẹn bỏ lên vài lục thiếu du ngẩng đầu nhỏ nhìn xung quanh ngẫu nhiên tiểu long cố ý phát ra hơi thở hủ dạ thú chìm bay bốn phía run cập cập lục thiếu du ra lệnh tiểu long thù hơi thở về tránh ra gây rắc rối tiểu long càng lớn thì càng như con nít rất là bướng bỉnh gần đây tiểu long không thích ở trong tay áo lục thiếu du lục thiếu du vào trấn nhỏ đám đông tới lùi nhốn nháo lục thiếu du xem xét đa phần là vũ giả có cả người bình thường. Lục tiêu du bất ngờ thấy hai linh giả đẳng cấp linh sĩ trên đường. Mấy vũ giả đi theo sau hai người đó. Trong trấn có nhiều cửa hàng bán vũ khí dược liệu, đan dược, vân vân Thế nhưng ít nhất, đa số là cửa hàng bán y phục, đổ linh tịnh. Tuy nhiên, cửa hàng bán vũ khí dược liệu, đan dược tụ lại một bên khu đường. Lục tiêu du đi dạo một vòng trong thị trấn, vào cửa hàng bán y phục trước. Hắn mua nhiều váy đẹp cho lục tâm đồng Lục Tiêu Du đã đi cửa hàng bán dược liệu, đan dược, vũ khí lớn nhất còn phố. Lục Tiêu Du nhìn lên tấm biển, tên là Tụ Bảo Môn. Cái tên như miếu thần tài vậy. Một nhân viên lành lẹ đi lên hỏi, đại nhân cần mua cái gì? Lục Tiêu Du bất ngờ nhìn nhân viên, tù vì vũ sĩ nhất trọng. Lục Tiêu Du bây giờ liệt kê, ta muốn mua bỉ ngạn linh thảo, thông linh chi, tụ huyết linh chi và thượng thảo tình thiết, huyền tình thạch không biết các người có không? Lúc bây giờ, những người lục tiêu du liệt kê rất nhiều, toàn là vật cần thiết để tù luyện huyết hồn ấn, luyện chế khổi đỗi. Nhân viên kia sửng sốt. Có, đương nhiên là có, mời đại nhân vào. Bị ngạn linh thảo, thông linh chi, tụ huyết linh chi, toàn là thứ đắt tiền. Đây là mối làm ăn lớn, một số vật phẩm khác cũng có giá trị không nhỏ. Nhân viên mời lục tiêu du vào trong, kêu một lão nhân nằm 10 tuổi đến tiếp chuyện lão nhân năm 10 tuổi xem xét lục thiếu du. Vị tiểu ca này, ta là quản sự cửa hàng, tiểu ca muốn mua nhiều thứ, có nhiều món giá trị lớn, không biết có đủ tiền không. Lục thiếu du chỉ khoảng 16-17 tuổi, Đông đồ hắn muốn mua cộng lại khoảng chục vạn kim tệ. Lão nhân nghi ngờ không biết thiếu điên này có đủ kim tệ không. Lục tiêu du thản nhiên nói, yên tâm, không quịt nợ các người đâu. Hiện nay lục tiêu du không thiếu tiền, hắn có kho báu của bạch làng dòng bình đoàn được đến 50 vạn kim tệ có những thứ khác tìm trong sơn mạch vụ đô cộng lại khoảng 10 vạn kim tệ nếu bán hết dược liệu đan dược trong sơn mạch vụ đô cũng cỡ 10 vạn kim tệ nữa chủ yếu là trong túi không gian của đại đoàn trưởng bạo làng dòng bình đoàn có nhiều đan dược và dược liệu lão nhân quản sự cười tè tét vậy đại nhân chờ một chút ta đi chuẩn bị ngay cho đại nhân đây là mối làm ăn lớn hơn chục vạn kim tệ hiếm có trong tiệm này. Lão nhân quản sự thậm chí thay đổi cả xưng hô. Lục thiêu Du chờ trong đội đường một lúc sau mới có người bừng trả bánh lên chiều đãi. Trong lát sau, lão nhân quản sự mang theo ba nhân viên, mỗi người ôm một cái bào tỏ tướng đến trước mặt Lục Tiêu Du. Lão nhân quản sự bây giờ cũng kính nói, Đại nhân, đây chính là dược liệu, tài liệu đại nhân muốn, đại nhân kiểm tra xem có còn sót cái gì không. Bỉ ngạn linh thảo, thông linh chi, tụ huyết linh chi, tình thiết huyền tinh thạch. Lục tiêu du kiểm tra từng món, hắn không muốn đi lần thứ hai. Xác định đầy đủ rồi lục tiêu du lại nói đã đủ, tính tiền đi. Lão nhân quản sự nói ngay đại nhân đã tính xong rồi, tổng cộng 10 vạn 5.300 kim tệ, bỏ số lẻ còn chẵn 10 vạn 5.000 kim tệ. Lục tiêu du sớm biết mấy thứ này không rẻ nhưng không ngờ tốn hết chục vạn kim tệ, thâm giật mình. Ẩm dường đình vụ quyết thật là đốt tiền. Tu luyện khống thú thuật và khôi lỗi trong thiền tình lục cũng tiêu tiền không kém. Lục tiêu dù bây giờ mới nói, nhiều vậy, các người chỉ cho ta số lẻ sao, ăn lời nhiều vậy sao, thôi thì tính mười vạn kim tệ đi, năm ngàn kim tệ, xem như bớt giá, nếu được thì tốt, không thì ta đổi tiệm khác. Lão nhân quản sự khó xử, đại nhân, cái này, trừ đi năm ngàn kim tệ là quá nhiều. Lục tiêu dù đứng dậy định đi, không được sao, vậy thì ta đổi tiệm khác. Mua đồ giá trị 10 vạn kim tệ, Lục Tiêu Du biết, bên bán lời khá nhiều, dù trừ đi 5 ngàn kim tệ thì vẫn lời to. Nếu ở trong thiền bảo môn, Lục Tiêu Du có thẻ khách quý thì được bớt hơn 2 vạn kim tệ. Tiếc rằng trấn nhỏ không có thiền bảo môn. Lão nhân quản sự nói, được rồi, được rồi, coi như bớt giá cho đại nhân, sau này đại nhân có gì cần xin lại ghé đến. Lão nhân quản sự thấy lục tiêu du định đi thì cắn răng đồng ý. Lục tiêu du lấy mấy thẻ ngọc tình ra. Đây, trên các thẻ dài các số kim tệ, cộng đại cũng đủ tiền. Lão nhân quản sự khá ngạc nhiên vì tiêu niên mang theo nhiều thẻ ngọc tình đến vậy. Không biết hắn có lại địch gì. Liên tục, cả bốn thẻ ngọc tinh mới đủ là 10 vạn kim tệ. Lục tiêu du bỏ hết tài liệu luyện chế khồi đối, các dược liệu vào túi không gian, rời khỏi cửa hàng. Sau khi lục tiêu du đi, một bóng người ra khỏi tụ bảo môn, xa xa bám theo hắn. Mua xong mọi thứ cần thiết, lục tiêu du định về phi linh môn. Thế nhưng tìm chỗ yên lặng bế quan một đoạn thời gian, xem có thể tu luyện huyết hồn ấn thành công để luyện chế khổi lỗi không. Nghĩ đến tu luyện huyết hồn ấn là lục tiêu du rủng mình. Rất khó tu luyện huyết hồn ấn. Đầu tiên cần dùng máu của mình cộng mấy loại dược liệu luyện hóa thành đan tiếp theo luyện hóa phụ trợ thêm linh hồn lực mới ngừng tụ thành ấn. Chỉ có tu luyện huyết hồn ấn mới đủ sức thi triển khống thú thuật, khống chế yêu thú. Tình huyết phải rút từ cốt tủy của mình, có thể tưởng tượng nổi sự đau đớn khó dữ dội đến cỡ nào. Lục tiêu du rời khỏi trấn nhỏ, trên đường trở lại phi linh môn, hiếm có bóng người nào qua lại. Lục tiêu du đi ngang qua một sơn cốc, lúc này là buổi giữa trưa, mùa hè nóng cháy, hoa cỏ dại bị mặt trời đốt khô, không khí nóng nực. Bầu trời xanh trong không một áng mây, mặt trời nóng nướng cháy sờn cốc, tảng đá bốc khói như mây như sương trong không trùng, nhìn càng nóng bức hơn nữa. Lục tiêu du chợt nhướng cao mày, sắc mặt ẩm trầm tiếp tục đi tới. Lạt sau, một tiếng quát vang lên sau lực lục tiêu du. Đứng lại! Lục tiêu du quay người lại, bám theo lầu như vậy, rốt cuộc cũng chịu ra sao? bốn nam nhân theo dõi Lục Thiếu Du khoảng 28-29 tuổi, người lớn tuổi nhất khoảng 30, người lớn tuổi nhất mặc trường sam màu xanh, mặt có vết đào cắt. Nam nhân mặt sẹo nhìn Lục Thiếu Du, tiểu tử, giao hết đồ trên người ra đây. Lục Thiếu Du lại hỏi, các người là ai? Lục Thiếu Du xem khí thế của bốn nam nhân, thực lực kém nhất là vũ sĩ Lục Trọng, một vũ sĩ bát trọng, một vũ sĩ cửu trọng. Nam nhân mặt sẹo đến đẳng cấp vũ sư nhị trọng. Lục tiêu du sớm biết có bốn người bám theo mình. Trong sơn mạch vụ đô, luôn phải cảnh giác, quan sát xung quanh. Lục tiêu du thói quen cảnh giác từng giây từng phút. Khi đi ra tụ bảo môn, hắn phát hiện có người theo đuổi mình. Nam nhân tù vì vũ sĩ lục trọng lạnh lùng quát. Chúng ta là ai? Có cho người biết cũng vô dụng. Chỉ trách người khoe tiền làm gì? Chết đi! Bàn tay nam nhân vũ sĩ lục trọng ngưng tụ hỏa trưởng nóng cháy vạn trần khí dưới chân nhanh như chớp lào hướng lục tiêu du lục tiêu du bây giờ chỉ cười nhạt Hừ, xem coi ai chết trước ngay khi trưởng ấn nóng cháy của vũ sĩ lục trọng sắp đến gần thì lục tiêu du đạp đất cong người thân hình như cung tên kéo căng thơ thịt căng cứng chân khí nóng bỏng bộc phát ra ngoài tiếng năng lượng nổ giòn vang lục tiêu du còn nắm tay ngừng tụ quyền ấn trên quyền ấn có lóe tiền lửa điện hơi thở nóng cháy khuếch tán lao thẳng vào trường ấn. Năm đấm trước kình phong xé rách không khí, kinh khí vô cùng vô hình mang theo hơi nóng cháy va chạm mạnh với trường ấn lửa. Bùm, bùm, thanh âm trầm đục vang lên từ vị trí lực lượng đụng chạm, lửa tứ tán bốn phía, hơi thở nóng cháy tràn ra. Trong thời tiết nóng nực, bốc khói xám đậm đặc như mây dừa khói. Năm đấm của lục thiếu du tuôn ra kình khí cường đại, ập vào bàn tay vũ sĩ lục trọng. Đẻ gạ oan người xuống. Bàn tay vang tiếng xương gãy. Vũ sĩ lục trọng bây giờ rú lên. Vẻ mặt của lục tiêu du hờ hững, nhanh chóng thỏ tay trái. Thủ ấn thay đổi, nằm chỉ ấn nóng rực ngưng tụ trên đầu ngón tay. Năng lượng chân khí bộc phát. Nằm chỉ ấn mạnh mẽ đâm vào nam nhân vũ sĩ lục trọng. Hòa ảnh chỉ. Lục tiêu du thi triển hòa ảnh chỉ uy lực mạnh hơn lúc mới vào sơn mạch vũ đồ nhiều. Cộng với nam nhân chỉ có tu vì vũ sĩ lục trọng bản thân của hắn là đẳng cấp vũ sĩ bát trọng. Cách biệt hai tầng tu vi đó là một trình lệch cực lớn. Nằm hòa ảnh chỉ gần như trong găng tức trước kinh khí cường đại vô hình tạc nổ ngực nam nhân vũ sĩ lục trọng, đầy gã lùi ra sau. Ngực của nam nhân vũ sĩ lục trọng thủng nằm cái lỗ, chảy máu ròng ròng. Chỉ ghép bùm một tiếng, tất cả diễn ra trong hai giây. Nam nhân vũ sĩ lục trọng giờ là một cái xác nằm dưới đất, ba người khác vẻ mặt vô cùng kinh hoàng lục thiêu du lạnh lùng nhìn xác chết dưới đất với người muốn hại mình thì hắn không bao giờ buông tha từ xưa cá tính của lục thiêu du đã sát phạt dứt khoát cộng với tôi luyện trong sơn mạch vụ đô khiến hắn càng biết làm sao đối phó với kẻ thù lục thiêu du không giấu khí thế tuôn ra từ thần thể nam nhân mặt sẹo vũ sử dị trọng kinh ngạc kêu lên vũ sĩ bát trọng hai nam nhân đứng bên cạnh nét mặt xa sầm chỉ chớp mắt đã chết một đồng bạn. Người lục thiếu du toát ra khí thế xèn lẫn sát khí. sắt khí sắc bén như đào quang. Người chưa trải qua lửa máu tôi luyện thì không có loại khí thế sắc bén này. Thiêu niên áo sành chắc chắn không đơn giản như bề ngoài của hắn. Nam nhân tù vì vũ sĩ bát trọng quá to. Không ngờ là có chút công phu để mạng lại. Đồng bạn bị giết khiến nam nhân vũ sĩ bát trọng rất tức giận. Tay cầm cây gậy sắt màu xanh một đầu nhọn một đầu dẹp tựa như loan đao lé tỉa sắc lạnh vũ khí rút ra từ tay nàm nhân vũ sĩ bát trọng khí thế mạnh mẽ xé rách không khí đã vụn trong sơn cốc bị hất bay cả lên Chân khí thuộc tính thổ bộc phát ra nàm nhân vũ sĩ bát trọng vọt hướng lục thiêu du nàm nhân vũ sĩ cửu trọng nàm nhân mặt sẹo vũ sư nhị trọng cũng lao vào lục thiêu du Chân khí cuồng bạo bọn họ định vây công lục thiêu du không chút nương tay có thể thay được ba người quen làm nghề chặn đường cướp bóc nhiều lần, chỉ bằng nhanh chóng giết đối thủ, không có đạo nghĩa gì cả. Bây giờ sắc mặt của Lục Thiếu Du vô cùng âm trầm, trong tình huống nguy cấp vẫn không hốt hoảng, mấy người này chưa đủ sức làm khó được Lục Thiếu Du. Chỗ này không bóng người, hắn có thể thoải mái bộc lộ thực lực. Lục Thiếu Du bây giờ hừ lạnh một tiếng, cùng nhau lên vây, cùng chịu chết đi. chân khí hùng dũng như nước lũ xuyên qua kinh mạch rộng, tù ấn nhanh nhẹn thành linh khải giáp. Chớp mắt, người của lục thiếu du phủ lớp không gian vảy vàng nhạt, trông rất thần dị, khí thế tăng vọt, cùng thực lực tu vi vũ sĩ bát trọng, nhưng lục thiếu du phát ra khí thế mạnh hơn đối thủ rất nhiều. Nếu so sánh khí thế của nam nhân vũ sĩ bát trọng, tựa như mưa rào, thì khí thế trên người lục thiếu du là mưa đá to đụng. Tất cả là vì kinh mạch trong người lục thiếu du rộng, dày hơn người cùng tu vi. Trần khí chuyển động mạnh hơn mạnh hơn, khí thế cường đại hơn nhiều. Cùng một đòn công kích, Lục tiêu Du vận dụng thì có uy lực lớn hơn rất nhiều lần. Thành linh khải tháp bao quanh thần Lục thiêu Du. Khi ba đối thủ kinh ngạc, thì phút giây đó hắn vung trưởng, trường ấn màu vàng đất ngưng tụ, trần dẫm mạnh xuống đất, năng lượng trần khí vàng đất tuôn ra từ bàn chân Lục thiêu Du. Trần khí cường đại dao động thành lực đẩy mạnh mẽ, khiến Lục thiêu Du hóa thành bóng đen vọt hướng vũ sĩ bát trọng vũ sĩ bát trọng cầm vũ khí kinh ngạc kêu lên vũ giả xong hệ sao chân khí trót vào vũ khí nhiều hơn vũ khí lóe ánh sáng sắc bén rạch phá không khí kinh khí rít gào đâm mạnh vào lục thiêu du lục thiêu du ở giữa không trung vẻ mặt hờ hững nhìn quang nhận sắc bén đầm tới gần người chợt lóe ngực của hắn chỉ trọng tích tắc né thoát quang nhận rồi huy động trưởng ấn công kích nam nhân vũ sĩ bát trọng biểu tình nam nhân vũ sĩ bát trọng giật mình gã không ngờ tốc độ của đối thủ màu như vậy vũ sĩ bát trọng dựng hộ thân cường quyền vàng đất quanh thần vội vàng vỗ trưởng ngành đón lục thiêu du trường ấn ngưng tụ ẩn chứa kinh khí hùng hồn đánh tan dòng không khí nhưng lúc này mắt của lục thiêu du bắn tỉa sắc bén lù lù bất động người không dịch chuyển một ly lục thiêu du và kệ trưởng đập trúng vai của mình trường ấn của hắn vỗ vào ngực của nam nhân vũ sĩ bát trọng kia trường ấn phá hộ thân cương quyền của nam nhân vũ sĩ bát trọng kinh khí cường đại từ trường ấn lại ập xuống thành ầm như sấm vang vọng trong sườn cốc nam nhân vũ sĩ bát trọng phun vồng búng máu bị đánh bay xuống dưới đập mạnh vào khối đá to trong sườn cốc viên đá ấy nứt ra tất cả nói thì dài nhưng chỉ xảy ra trong hai giây lục tiêu du dựa vào thanh linh khải giáp cơ thể mạnh mẽ trực tiếp va chạm với trường lực từ vũ sĩ bát trọng đúng như dự đoán, trường của đối thủ trừ khiến ngực lục tiêu du sôi trào máu, máu không tạo thành vết thương gì cả. Quyền ấn của nam nhân vũ sĩ cửu trọng phá mở không gian oanh thẳng vào lưng lục Thiêu du, đã gần trong gang tức. Tiểu tử, chết đi! Lục tiêu du sớm tính toán hết mọi thứ, ba người cùng công kích, lục tiêu du bị vây công, phải cùng lúc đánh với cả ba. Lục tiêu du cảm giác lực lượng cường đại ập đến từ sau lưng, còn một khoảng ngắn kinh phong làm lưng của hắn tê dại tu vì vũ sĩ cửu trọng mạnh hơn vũ sĩ bát trọng nhiều lục tiêu du không quay đầu lại vất tay áo ánh sáng vàng bắn ra lục thiêu du vọt tới trước ngành đón trường của vũ sư nhị trọng trường của vũ sư nhị trọng vỗ xuống đầu lục thiêu du làm ra đầu hắn tê dại tóc thổi rối tung tốc độ của lục thiêu du làm vũ sư nhị trọng rất ngạc nhiên sắc mặt càng âm trầm vũ sư nhị trọng không cho lục thiêu du có thời gian thở dốc nhanh như chớp đã vọt lên. Vũ sư trị trọng bỗng cầm thanh trường kiếm đen nhạt, thần kiếm trắng tinh, kiếm quang vẽ thành đường cong kèm theo kinh khí mạnh mẽ, rạch dòng không khí thành hình quạt, chặn kín không gian trước mặt lục tiêu du. Lục tiêu du nhanh chóng thụt lùi, nhếch môi cười nhạt. Lục tiêu du kết thủ ấn, linh lực xung quanh tụ tập, lực gió khủng bố đè ép không gian vạn vẹo, khí thế cường đại khuếch tán, linh đạo đỏ rực như lửa ngưng tụ lại quanh thần đào không cam gợn sóng, tiếng gió rít sắc nhọn vàng đền. Đào hồn trạm! Linh đào đỏ ngừng tụ trong tay lục tiêu du, rạch dòng không khí quét ngang như thái sơn áp đỉnh lực lượng cuồng bạo chém vào lưới kiếm quang đằng trước. Linh đào cắt phá hư không, nhạn đào chém, khiến không gian chấn động, kinh khí rít gào nổ đi đùng, đào quang dây đền tàn ảnh, mang theo uy thế kinh khủng, ánh sáng chói mắt bắn ra, đẳng cấp linh giả của linh lực đã đến lình dị bát trọng, thi triển uy lực đau hồn trảm càng thêm khủng bố. Đình đào đụng phải kiếm quang của nam nhân mặt sẹo đâm thủng qua, không gian vặn vẹo, năng lượng bạo động, tất cả vượt qua dự đoán của nam nhân mặt sẹo. Đào quang khủng bố đã chém vào người của gã. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, không có tiếng nổ năng lượng, chỉ có tiếng cắt đứt. Hộ thần cường quyền trước mặt nam nhân mặt sẹo nứt vỡ, lực lượng không gì sánh bằng khuếch tán ra. Không gian xung quanh vặn vẹo, nam nhân mặt sẹo bị xẻ đôi, máu tuôn tràn như suối, còn người nở to tràn đầy sự hoảng sợ. Đến đây thì nam nhân mặt sẹo biết đối phương là linh giả, vận dụng linh kỹ. Kiếm quang cuồng bạo bị đao quang xuyên thấu vẫn không dừng lại, tiếp tục chụp xuống lục thiêu du. Nhưng sau khi nam nhân mặt sẹo bị giết, kiếm quang hóa thành năng lượng tan biến trong không trung. Mặt của lục thiêu du trắng bệch, thi triển đao hồn kỹ tiêu hào khá nhiều linh lực. Cùng lúc đó, không trùng phía trước vang lên tiếng hét thảm tiểu long cắn cổ nam nhân vũ sĩ cựu trọng thoáng chốc gã thành một cái xác khô lục tiêu du đi tới bên cạnh nam nhân vũ sĩ bát trọng té trên tảng đá to vẫn còn chưa chết sao nam nhân vũ sĩ bát trọng mặt trắng bệch khoe mùi loàng lộ vết máu vẻ mặt kinh hoàng không nói nên lời thở ra nhiều hít vào ít nam nhân vũ sĩ bát trọng kinh hoàng lắc đầu vùng vẫy muốn thụt lùi nhưng gã không thể nhúc nhích nam nhân vũ sĩ phát trọng nằm mơ cũng không ngờ một tiêu niên nhìn mảnh khảnh thế mà thực lực khủng bố đến nhường này bọn họ đã nhìn lầm người người trong môn cũng đã lầm hẳn lục tiêu du nhỏ giọng nói không chết thì tốt thủ ấn thay đổi một trào ấn chụp xuống đỉnh đầu vũ sĩ bát trọng lực lượng cắn nuốt tuôn ra nam nhân vũ sĩ bát trọng phát ra tiếng rú cuối cùng thoáng chốc ra trên người khổ héo nửa phút sau nam nhân vũ sĩ bát trọng thành cái xác khô lục tiêu du thu về thủ ấn sắc mặt ầm trầm nói tụ bảo môn món nợ này về sau sẽ tính sổ lục tiêu du vừa nuốt chân khí của nam nhân vũ sĩ bát trọng vừa tìm tòi trong đầu óc của gã kẻ phái muốn nam nhân chặn giết lục tiêu du là do tụ bảo môn phái đi tuy tụ bảo môn là cửa hàng lớn nhất trong trấn nhưng sau lưng làm hành động chặn giết người cướp bóc kiếm lợi không vốn gặp người thực lực thấp lộ tiền trong cửa hàng sẽ bị chặn giết ngay. Lục Tiêu Du lần mò trong bốn cái xác, chỉ có nằm nhần mặt sẹo là có một túi không gian. Lục Tiêu Du nhỏ máu nhận chủ, trong túi không gian có một vạn kim tệ, hơn bởi viên đan dược nhị phẩm và tạp vật, thu hoạch cũng bình thường. Tiểu Long trướng to, há mồm, nốt bốn cái xác. Tiểu Long thu nhỏ gửi lại, lại xoay quanh trên vai Lục thiếu Du. Lục Tiêu Du vút đầu Tiểu Long mà nói, bây giờ chúng ta trở về thôi, tiểu long co duỗi lưỡi ngước đầu nhỏ làm đũng rụi vào cổ lục thiếu du xeo xeo một người một thú trở về phi linh môn lục thiếu du yêu cầu tiểu long buộc phải chui vào ống tay áo dọc đường đi các đệ tử phi linh môn bình thường tôn kính chào lục thiếu du chào tiểu sư huynh lục thiếu du đến chỗ ở lục tầm đồng lại chạy ra khuôn mặt nhỏ nhằn cười mà tươi Kaka. ca lục thiếu du mỉm cười nói nào ca mua y phục cho Tâm Đồng, nhìn xem có thích không. Lục Thiếu Du bây giờ lấy ra nhiều y phục và váy mua cho Lục Tâm Đồng, cất trong túi không gian. Lục Tâm Đồng vui vẻ nhảy cẫng cả lên. Nhiều quá, Tâm Đồng có đồ mới mặc, tạ ơn đại ca. Lục Tâm Đồng hôn lên mặt Lục Thiếu Du một cái. Phương Tân Kỳ cười đi ra, tiểu sư đệ đã về. Trường Bình Đạo cũng có mặt. Lục Thiếu Du khẽ ử, ừ một tiếng. Lục Thiếu Du hỏi Trường Bình Đạo, sư huynh. Vì Linh Bồn có mật thất luyện công nào an toàn không? Để muốn bế quan tù luyện mấy ngày. Trường Minh Đạo hiểu ý. Mật thất an toàn sao? Mật thất an toàn ý chỉ nơi đám người hoàng hải ba không thể tùy ý ra vào. Có chứ, đằng sau núi nơi sư phụ thường hay bế quan tù luyện. Trường Minh Đạo lại hỏi. Sư đệ định bế quan bao lâu? Lục Thiếu Du trả lời. Không biết, ít thì nửa tháng, lâu thì hai tháng. Lần này bế quan, Lục Thiêu Du định tu luyện huyết hồn ấn. Ngoài ra, luyện chế khôi lỗi cũng tốn thời gian. Thạc được sỏ núi cách chỗ lục thiếu du ở không xa. Mật thất nằm trong ngọn núi đá to lớn. Trương Binh Đào dẫn lục thiếu du đi vào mật thất. Quanh mật thất là đá dày. Đóng cửa đá nặng nề lại. Trừ phi mở ra từ bên trong. Nếu không, sẽ không thể mở ra. Trước kia, đây là mật thất lục thanh bế quản thủ luyện. Lục thiếu du đi vào mật thất. Quan sát xung quanh. Diện tích rộng đủ dùng. Về tiểu long, thì lục tiêu du kêu nó canh dự bên ngoài bản thất. Một là bảo vệ an toàn cho hắn, hai là tiểu long có thể đi ra sau núi trời. Lục tiêu du ngồi xếp bằng bắt ấn, luyện hóa trước đã. Năng lượng trần khí lục tiêu du nuốt của nam nhân vũ sĩ bát trọng chưa bị luyện hóa. Sau khi luyện hóa xong, tu luyện huyết hồn ấn sẽ chắc ăn hơn. Cho đến một lát sau, lục tiêu du tiến vào trạng thái tu luyện. Trong cơ thể lục tiêu du, luyện hóa năng lượng trần khí đã cắn nuốt từng tiết chân khí tinh thuần chảy ra qua kinh mạch, tụ trong đàn điện khí hải. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh sáng vàng đất nhạt bao bọc quanh thần độc tiêu du, khí thế của hắn tăng dần lên, tất cả tiến vào cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Đó là một cảnh giới hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến. Lúc bây giờ trong một dãy núi liền biên, mây mù bám vào vách đá nguy nga. Trên sườn núi có rừng núi, trời trong xanh, thấp thoáng dãy kiến trúc hùng vĩ lục lịch. Trong dãy núi này, trên một tòa cu phong cây cối xùm xuê, trẻ sành trợp bóng, xung quanh là vách núi treo leo. Từ trên nhìn xuống, dãy núi thành ngắt, cây cối rậm rạp, trời xanh bao ta, vài áng mây đang bay, dệt đến bức tranh phong cảnh, thành nhã tuyệt vời. Trên núi mông lồng, một nữ nhân nhìn phương xa, ánh mắt mơ hồ, mặt mày vương nét sầu muộn. Dường như ngay lúc ấy, có một âm thanh trong trẻo vang lên. Vô song tỉ hai bóng dáng yêu kiểu xuất hiện trên ngọn núi, đi thẳng trước là thiếu nữ khí chất cao quý xinh đẹp, độc cổ bằng đạt. Thiếu nữ đi bên cạnh, hai hàng chân mày dài, mắt to, da trắng, váy mỏng, vẽ ra thân hình nhấp nhô, mặt có một đốm đỏ là nha hoàn của độc cô băng loan, tính là Thúy Ngọc. Nữ nhân quay đầu nhìn lại hai thiếu nữ, mỉm cười hỏi, bằng làn Thúy Ngọc, sao các người đến đây? Nụ cười khuynh thành nhưng không ai may mắn được thấy. Độc cô băng lan cười nói. bội vừa mới tu luyện về, liền chạy đến thăm vô song tỷ ngay. Nghe nói hôm qua vô song tỷ vào long bảng, bội đến chúc mừng. Đó là thứ hạng cuối cùng trong lòng bảng. Lục vô song cười nói. Tin tức của bội nhanh thật đấy. Nhà hoàn tuyết Ngọc trêu đùa. Hiện tại trong tông có nhiều nam đệ tử bàn luận về vô song tỷ. Rất nhiều người theo đuổi vô song tỷ. Lục vô song bật cười. Cái con nhà đầu này, bà nữ nhân cười tỡn trên núi. Bài ngày sau, trong mật thân phì tình bồn, vầng sáng vàng đất đậm đặc bao phủ người lục thiếu du, khí thế trên người hắn mạnh hơn bảy ngày trước rất nhiều. Lục thiếu du thở hắt ra, ánh sáng vàng đất thu vào đỗ chân đồng trên da. Lục thiếu du mở mắt ra, mắt lóe tỉa sáng, vụ sĩ bát trọng hậu kỳ. Lục thiếu du bây giờ cảm giác đẳng cấp chân khí trong cơ thể, luyện hóa chân khí của vụ sĩ bát trọng từ tạp chất để lại tình túy lục tiêu du chỉ từ sơ kỳ đến hậu kỳ vũ sĩ bát trọng lục tiêu du nhướng mày nói bây giờ bắt đầu tu luyện huyết hồn ấn nghĩ đến quá trình tu luyện huyết hồn ấn là lục tiêu du rợn tóc gáy lục tiêu du lấy từ hỏa lòng đỉnh ra đặt trong mật thất lại lấy rất nhiều dược liệu ra bị ngạn linh thảo thông đình trì tụ huyết linh chi vân vân toàn là dược liệu đắt giá lục tiêu du cắn răng mà nói liều mạng thôi, phải chịu được khổ cực mới vượt lên trên mọi người. Sau khi tu luyện huyết hồn ấn thành công, là lục thiếu du có thể khống chế yêu thú cho mình dụng. Vô hình trung tăng mạnh thực lực, vì những điều này ăn chút đau khổ có là gì. Trên đời không có bữa cơm nào miễn phí cả. Lục thiếu du kết ấn, linh lực trót vào miệng rồng, trong hỏa đồng đỉnh tràn ngập lửa nóng cháy. Lục thiếu du vùng tay áo, một góc dược liệu bị bỏ vào trong hỏa đồng đỉnh. Dược liệu vừa tiến vào, thoáng chốc, lửa nóng cháy bao bọc dược liệu. Lửa phát ra nhiệt độ cao, chọc lát sau, dược liệu bị hỏa tan. Lục tiêu du rất chầm chú, hắn không dám sở sảy chút nào. Dược liệu luyện chế huyết hồn ấn, cơ bản là nguyên liệu dùng để luyện chế đan dược tam phẩm. Lục tiêu du ước chừng hắn khó luyện chế ra đan dược tam phẩm, nhưng có thể luyện hóa các dược liệu. Tuy nhiên, sẽ vất vả hơn những dược liệu khác, tiêu hào linh lực lớn hơn nhiều lửa cuồn cuộn trong hỏa long đỉnh nhiệt độ mật tất nóng rực một cách đáng sợ dược liệu dần dần hóa thành linh dịch trong ngọn lửa đỏ lục thiếu du bỏ dược liệu thứ hai vào hỏa lòng đỉnh nhiệt độ cao khiến dược liệu nhanh chóng héo tàn rồi chậm rãi sẽ bị luyện hóa qua ba canh sở trước mặt lục thiếu du chỉ còn lại bỉ ngạn đình thảo thồng đình trì tụ huyết đình trì ba loại dược liệu quý nhất khó luyện hóa nhất cũng là mấu chốt nhất để luyện huyết hồn ấn bà cảnh giờ luyện hóa dược liệu, Lục Tiêu Du cảm giác linh lực của hắn bị tiêu hào khá nhiều. Lục Tiêu Du do dự một lúc, lấy linh ngọc sàng ra khỏi trữ vật giới chỉ, ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng. Năng lượng phù hình chậm rãi thấm vào cơ thể Lục Tiêu Du. Năng lượng này có nhiều chấn phúc với linh lực của Lục Tiêu Du. Trong lúc này, nó giúp đỡ rất nhiều. Lục Tiêu Du bỏ bỉ ngạn linh thảo vào hỏa lòng đỉnh, tiếp tục luyện hóa. bị ngạn linh thảo màu trắng tinh dược khí đậm đặc, dược liệu và hỏa long đỉnh tùy cảnh đá héo úa, nhưng chính dựa bỉ ngạn đình thảo không héo nhanh mà tỏa ra ánh sáng trắng trói mắt như đang chống cự ngọn lửa luyện hóa nó. Lục tiêu Du không có bất ngờ gì cả. Bỉ ngạn đình thảo là vật dùng để luyện chế đan dược tam phẩm. Trong số đan dược tam phẩm cũng có nhiều loại cần dùng bỉ ngạn đình thảo. Nửa canh giờ sau, bỉ ngạn linh thảo chảy ra chất lỏng tinh khiết, mùi thuốc đậm đặc phát ra từ hỏa lòng đỉnh. Lục tiêu du cảm giác tình huống trong hỏa lòng đỉnh tiếp tục luyện hóa. Những linh dịch đã bị luyện hóa, chưa phải thành phẩm, cần nhanh thanh lọc mà thăng lọc tạp chất bên trong. Thời gian trôi qua, cứ tiếp tục cho đến lúc khoảng hồn ngày thứ hai. Lục tiêu du ngồi trên linh ngọc sàng, mặt trắng bệch, kiểu tiêu hào kéo dài thế này, thật tình khiến người ta không chịu đổi. Công tụ huyết linh trì cuối cùng bị luyện ra linh dịch đậm đặc trong hỏa long đình có nhiều linh dịch đang từng tụ lục tiêu du thu về thủ ấn nhanh chóng ném một viên đàn dược vào miệng bước đầu tiên coi như thuận lợi hoàn thành giờ lục tiêu du cần làm bước thứ hai dùng linh thảo đốt ra tình huyết tinh thuần nhất trong cốt tủy đây mới là điều khiến lục tiêu du lo lắng nhất hắn không biết mình có thể đối kháng nổi không trong thiền đình lục của sư phụ thánh thủ linh tồn kỳ rõ nếu cơ thể không đối kháng lại linh hỏa đốt cháy, nhẹ thì bản thân bất toại, người bị thương nặng, về sau không thể tu luyện, huyết hồn ấn, nặng thì trực tiếp bị linh hỏa đốt thành tro Lục tiêu du chậm rãi điều tức, hắn nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc, chưa từng có. Lục tiêu du cắn rằng nói, bắt đầu thôi. Cách chất lọc tinh huyết, lục tiêu du đã nhớ kỹ trong đầu, đánh ra một thủ ấn kỳ dị, tĩnh tâm ngồi trên linh ngọc sàng. Trong không gian khí hải trong đầu lục tiêu du linh trực tràn đầy khắp nơi. lục tiêu du bây giờ run rẩy thủ ấn kỳ dị thành hình, thoáng chốc cơ thể lục thiếu du bùng cháy đình hỏa đốt từ đầu đến chân, lửa không cháy bên ngoài cơ thể mà tập trung bên trong bao bọc gần cốt. lửa bùng cháy, cả người lục thiếu du run rẩy, cổ họng phát ra tiếng gầm đau đớn, khuôn mặt trắng bệnh không còn chút máu huyết, cùng với tiếng thét của lục thiếu du linh hỏa mất khống chế đốt cháy trong cơ thể hắn trong cơn đau rát linh hỏa đốt tới nội tạng hắn người thường khó có thể chịu nổi loại đau lớn này linh hỏa mất đi khống chế không giống lúc trước tiểu long điều khiển lửa đốt chất độc phệ huyết hóa cốt đan tuy lửa vàng trong người tiểu long mạnh hơn linh hỏa nhiều nhưng có nó kiểm soát không đốt người lục tiêu du với quy mô lớn mục tiêu chỉ có chất độc bị đốt hiện giờ linh hỏa của lục thiếu du đã mất kiểm soát đốt cháy khắp nơi cơ thể hắn văng lên tiếng xèo xèo như là thịt nướng trong cơn đau nhức lục thiếu du nhanh chóng nhắm mắt lại tinh thần chìm vào cơ thể lục thiếu du chịu đựng cơn đau thấu óc cố gắng khống chế linh hỏa tiến vào gần cốt tinh thần chui vào cơ thể linh hồn lục thiếu du vô hình trung cũng nhìn khó cảm ứng mọi thứ trong người linh hỏa tràn ngập trong cơ thể lục thiếu du thiếu đốt kinh mạch cơ bắp liên tục tạo ra những cơn đau nhức lửa nóng bây giờ cháy xuyên qua kinh mạch dấy lên đội đau mãnh liệt lúc này lục thiếu du cảm giác trong cơ thể của hắn trên máu thịt có trần khí ngưng tụ thành vật mỏng manh ngăn cách linh hỏa đốt cháy cơ thể lục thiếu du vốn đã mạnh mẽ đoạn thời gian trước bị lửa của tiểu long vô tình rèn luyện giúp ích rất lớn nếu là thân thể bình thường bị linh hỏa đốt sẽ thành trò ngay tuy cơ thể lục thiếu du mạnh nhưng lửa nóng cháy, nhiệt độ cao tràn ngập trong người hắn. Sắt thép còn bị đùng đỏ, chứ nói chi thần sắc của hắn. Nhiệt độ cao làm bổ hồi lục thiêu du, trời dừ mưa. Nhiệt độ cao làm kinh mạch héo rút, kinh mạch dày, động, cứng cỏi, bị nhiệt độ cao thiêu đốt vạn vẹo, trông rất kinh khủng. Lục thiêu du cắn răng thu linh hỏa bao bọc, bọc vào gần cốt. Linh hỏa tinh luyện ra tinh huyết trong cốt tủy mới được linh Hỏa tự cỡ bắp co rút về với cách cực kỳ huyền ảo, trùm lên gần cốt như muốn bóc tách máu thịt của hắn ra. Cho đến một lúc sau, linh hỏa đã đốt cháy hết gần cốt toàn thân lục thiếu du. Nội đọc bị thiêu đốt gần cốt, làm cho lục thiếu du run bẩn bật. Hắn ta cắn chặt khớp hàm, máu chảy ra từ kẽ răng. Đau đớn đến từ cốt tủy, khiến cho lục thiếu du cảm giác sống không bằng chết. Thông khổ không muốn sống. Đây chính là cảm giác trong truyền thuyết muốn sống mà không được muốn chết cũng không xong nhưng lục thiêu du không muốn chết hắn phải cắn răng mà chịu đựng linh hỏa đốt cháy gân cốt toàn thân lục thiêu du trên bề mặt gân cốt khô ráo và nóng bỏng quá trình đem lại đau đớn khiến máu và mồ hôi tràn ra từ lỗ trần lồng lục thiêu du miệng bụi cũng trào máu trong lục thiêu du rất đáng sợ đau rất đau đau không chịu nổi linh hỏa bạo bọc khắp cơ thể của hắn thiêu đốt xương cốt Người nào trước trải qua thì không thể tưởng tượng nổi nỗi đau đó. Mặc dù hắn đã có chuẩn bị, nhưng cơn đau nhức đáng sợ hơn, hơn Lục Thiếu Du tưởng tượng rất nhiều. Cuối cùng, Lục Thiếu Du không chịu nổi gạo khan, cổ họng phun ra hơi thở nóng cháy, thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng không giảm được đau đớn trong cơ thể Lục Thiếu Du. Cơ thể càng lúc càng đau, Lục Thiếu Du không ngừng thê thảm kêu gào, như quỷ khóc sói tru, rất là thê lương may mắn bên ngoài không nghe thấy những gì trong mặt thất lục thiếu du cố gắng chịu đựng đau đớn không phải người thường chịu nổi máu thịt co rút lục thiếu du cảm giác hắn sắp không chịu nổi nữa mặt trắng bệnh loại đau nhức này khiến đầu óc của lục thiếu du bị kích thích mờ hồ người trở nên uể oải ngay lúc ấy trên linh ngọc sàng dâng lên ánh sáng đậm đặc con năng lượng khổng lồ sắp chùi ra phải cố gắng kiên trì tu luyện thành huyết hồn ấn về sau thực lực tu hình trung tăng mạnh, cường giả và kẻ yếu nằm ở phần có kiên trì được không? Nếu vượt qua thì chính là cường giả. Lục tiêu du cố gắng đối kháng, giữ vững tinh thần, điều khiển linh hỏa đốt cơ thể mình. Mặc kệ thân thể đi xuống địa ngục, thì trong đầu lục Thiếu du còn giữ được sự tỉnh táo. Người của lục Thiếu du toát ra hơi thở thần dị như đạo tăng nhập thiền. Xoẹt một tiếng, năng lượng trên linh ngọc sàng vốn định tuôn ra, nhưng lục Thiếu du toát ra hơi thở làm năng lượng co rút về linh ngọc sản. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong trà tấn vô tận, gần cốt của hắn có mảng máu chậm rãi chảy ra. Gần cốt toàn thân lục tiêu du như được mảng máu ấy bao bọc. Lúc này, lục tiêu du lại bắt đầu thay đổi thủ ấn, huyết mảng trên gần cốt chuyển động dọc theo kinh mạch chậm rãi tụ lại. Khi những mảng máu tụ tập lại, hình thành một đoàn tinh huyết đỏ thắm Lục Tiêu Du lấy lại tinh thần từ trạng thái thông minh. Lòng thầm vui vẻ, tinh huyết là máu huyết tinh thuần nhất trong cốt tủy. Lục Tiêu Du điều khiển đoàn tinh huyết chuyển động nhanh trong cơ thể. Trong khi tinh huyết di chuyển, Lục Tiêu Du thu về linh lực, tắt linh hỏa. Tinh huyết đi qua gần cốt, để lại mảnh xương mù, kinh mạch và máu thịt cùng nhau phát ra khí thế năng lượng màu đỏ nhạt. Cơ thể bị linh hỏa tổn thương, chớp mắt đã phục hồi người của lục thiếu du từ trong ra ngoài càng ngưng tụ khuôn mặt trắng bạch của hắn hồng lên một chút phụp một tiếng người lục thiếu du phun ra tinh huyết rơi vào hỏa lòng đỉnh thoáng chốc thủ ấn của lục thiếu du thay đổi trong hỏa lòng đỉnh lại bùng cháy ngọn lửa bộc phát ra nhiệt độ cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao kinh khủng ngừng tụ tình huyết và linh dịch từ các dược liệu lại lục thiếu du bây giờ trầm giọng quát tụ lại cho ta thủ ấn không ngừng biến hóa điều động linh lực toàn thân rót vào hỏa lòng đỉnh. Linh hồn lực gần như thực chất hóa trong đầu lục thiếu du, vô hình rót vào hỏa lòng đỉnh. Linh lực hùng dũng, lửa càng bùng cháy dữ dội. Trong hỏa lòng đỉnh, lửa va chạm vào vách hỏa long đỉnh rầm rầm. Trong hỏa long đỉnh, lửa nóng như bên ngoài đỉnh thì vẫn lạnh lẽo, chứng minh hỏa lòng đỉnh không phải vật bình thường. Trong hỏa lòng đỉnh tràn ngập khí nóng, linh hồn lực của lục thiếu du lúc bây giờ dòm chừng đoàn linh dịch và tinh huyết đang được linh hỏa bao bọc, bị lôi kéo từ từ tụ lại với nhau. Tuy linh dược và tinh huyết còn nhiều vật cản, nhưng nhờ lửa cuồng bạo, linh hồn lực của lục tiêu du khống chế tinh luyện diệu huyền, ảo bao bọc, dùng hợp linh dịch, tinh huyết lại với nhau. Nhưng điều này cần một quá trình, thời gian cứ thế trôi qua, linh hỏa nóng cháy tiếp tục luyện hóa. Những tinh huyết, linh dịch trộn lẫn vào nhau, to cỡ ba bàn tay, tiếp tục luyện hóa, rút nhỏ, còn cỡ một bàn tay. Lại có mấy canh dở linh dịch và tinh huyết đã là thu nhỏ, chỉ còn một đoàn bé xíu. Linh dịch và tinh huyết hoàn toàn dung hợp với nhau, biến thành màu đỏ xanh, năng lượng tinh thuần khuếch tán. Linh hỏa không thể đốt cháy năng lượng tinh thuần này, chỉ có thể áp xúc chúng nó lại. Thời gian lại lần nữa trôi nhanh. Linh được trong đầu lục thiếu du, tiêu hao hầu như không còn. Nếu không có linh ngọc sàng thần kỳ chống đỡ, sợ là hắn không kiên trì tiếp được. Lục tiêu dù trầm giọng quát, tụ đan cho ta. Linh hỏa nóng cháy, đoàn năng lượng đỏ xanh ngưng tụ lại, hình dạng viên đan dược chậm rãi hình thành, mùi thuốc đậm đặc tràn ngập. Vù, vù, linh hỏa gào thét, một lát sau, hỏa long đỉnh tỏa ánh sáng trói lọa, ánh sáng toát ra bụi máu thoảng thoảng. Ông, ông, nắp hỏa long đỉnh bật mở, một viên đan dược màu đỏ xanh bay ra năng lượng đậm đặc lan tràn khắp nơi. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm viên đan dược được ánh sáng bao bọc lơ lửng trên hỏa lòng đỉnh, khuôn mặt hắn trắng bệch, khóe môi treo vệt máu cong trên độ cười. Huyết hồn đan. Lúc này, từ luyện hóa dược liệu đến luyện hóa thành đan mất năm ngày, đan dược này là huyết hồn đan, vật cần thiết để tu luyện huyết hồn ấn. Tay quần Lục Tiêu Du đổi thủ ấn, há mồm bụng phun ra lực hút, huyết hồn đan trên hỏa long đỉnh bị lục tiêu du nuốt ngay vào bụng của hắn. Đàn dược vào bụng, lục tiêu du nhắm mắt lại ngay. Đàn dược ở trong cơ thể hóa thành năng lượng khổng lồ khuếch tán ra. Khuôn mặt trắng bệch của lục tiêu du dần trở nên hồng hào. Trong cơ thể lục tiêu du, huyết hồn đàn biến thành năng lượng trực tiếp xông vào không gian khí hải, linh lực trong đầu hắn. Không một chút nào sót lại trong cơ thể hắn. Năng lượng khổng lồ ngưng tụ trong không gian khí hải biểu tình của lục thiếu du vẫn trầm trọng như mấy hôm trước đã từ bước quan trọng nhất tù luyện huyết hồn ấn trong đầu lục thiếu du khống chế linh hồn lực hơi ngừng tụ từ sâu trong linh hồn chậm rãi đến gần nhưng thử mấy lần rồi rõ ràng linh hồn lực bị lôi rồi trước mắt sau hóa thành hư vô trở lại sâu trong linh hồn linh hồn lực vốn là thứ hư vô mờ mịt tuy lúc này ngừng tụ ra hình tạng nhưng nếu tách ra thì sẽ hóa thành hư vô ngay Lục Tiêu Du khống chế linh hồn lực thử mấy chục lần nhưng không lần nào thành công. Lòng thầm sốt ruột. Bước cuối cùng nếu thất bại thì mọi cố gắng trong năm ngày qua thành công cốc. Lục Thiêu Du thầm nghĩ chẳng lẽ phải là linh sư mới được sao? Thất bại mấy chục lần Lục Tiêu Du thầm hối hận. Trong thiền linh lục đã ghi nếu muốn tu luyện thành huyết hồn ấn trừ chịu đựng đau đớn người bình thường khó chịu nổi ra cần có tù vị ít nhất là linh sư vì chỉ đẳng cấp linh sư mới thu hút ra linh hồn lực ngưng tụ thành ấn được. thiên linh lục kỳ dù là linh sư ngũ trọng muốn thành công tách trả linh hồn lực của mình trong một năm, công trong một trăm người có một người đã là khá. ban đầu lục tiêu du không tin, lúc này hắn đã hối hận. lục tiêu du mới chỉ là tu vi linh sĩ bát trọng mà thôi, không thể phân ly linh hồn lực ngưng tụ thành ấn được. lục tiêu du thầm nhủ bình tĩnh chắc chắn có cách nào đó trong thiền đình lục ghi bước này cần bình tĩnh giải quyết trong đầu không mình mới được lục tiêu du từ từ hít sâu một hơi đẳng cấp linh sư có linh hồn lực mạnh hơn nhiều lục tiêu du cảm nhận linh hồn lực của mình hắn cho rằng mạnh hơn linh giả cùng đẳng cấp một chút linh ngọc sàng và linh hồn thần dịch giúp đỡ trước đó lục tiêu du dùng hai viên linh đan có lẽ linh hồn lực đã hơi ngừng tụ theo lục thiêu du biết thì bình thường đến linh sư cụ trọng mới khiến linh hồn lực ngưng thực được. Vũ giả muốn làm đến trình độ này cần từ vũ phách trở lên. Cho nên, Lục Tiêu Du mới dám tu luyện huyết hồn ấn vào bây giờ. Lục Tiêu Du điều chỉnh lại không chế linh hồn lực hướng vào sâu trong linh hồn hắn. Điều này thử tách trình độ khống chế linh hồn lực. Nếu không kiểm soát linh hồn lực đến mức độ tinh diệu thì khó có thể tách ra linh hồn lực. Thất bại rồi. Lục Tiêu Du điều chỉnh chính mình lại tiếp tục. Thất bại nữa, thất bại, thất bại. Cứ thất bại mãi, nhưng Lục Tiêu Du không nóng này, ngược lại càng lúc càng bình tĩnh hơn. Qua các lần thất bại, Lục Tiêu Du tăng thêm kinh nghiệm, cũng dần chết lặng. Từ đến lần thứ 98, thì sâu trong linh hồn, có một luồng linh hồn lực, thực chất hóa nhỏ bé, bị Lục Tiêu Du tâm niệm khống chế đến gần mép không gian khí hải linh đực. Lục Tiêu Du bây giờ mừng như điên, thành công rồi. Thủ ấn nhanh chóng biến đổi, huyết hồn đan biến thành năng lượng trong không gian khí hải, nhanh chóng thẩm thấu vào, quấn quyết với linh hồn lực thực chất hóa kia. Lục Tiêu Du quát to, lấy tình huyết làm dẫn, linh hồn làm ấn, ngưng tụ. Thủ ấn thay đổi nhanh, linh hồn lực và huyết hồn đan biến thành năng lượng hòa hợp lại, tỏa ánh sáng chói mắt trong đầu Lục Tiêu Du. Trán Lục Tiêu Du nhận lực kéo mơ hồ có ánh sáng xuyên thấu qua đầu chân mày. Toàn thân trên dưới toát ra hơi thở kỳ dị. Linh hồn lực và huyết hồn đan biến thành năng lượng dung hợp. Ánh sáng càng lúc càng trói mắt, tựa như mặt trời. Trong cơ thể lục thiếu du, vang tiếng thú gầm như có như không. Tiếng sử giống hoặc là như hổ gầm, mơ hồ là tiếng long ngâm, tiếng vượng hót. Uy hiếp hùng mạnh phát ra từ lục thiếu du, uy nhiếp khiến tim người đập nhanh. Trong bản thất yên lặng, không ai chứng kiến trong đầu lục tiêu du vang tiếng nổ trầm đục ánh sáng chói mắt vỡ tung hóa thành vô số đốm sáng tán đi những đốm sáng khuếch tán năng lượng ảo xuất hiện trong đầu lục tiêu du ảo ảnh đỏ rực như máu tươi ảo ảnh như rồng không phải rồng như hổ không phải hổ cực kỳ thần dị tràn ngập uy nhiếp khổng lồ khoe môi trèo vệt máu cong lên nụ cười thành công thật rồi lục tiêu du gục ngã trên linh ngọc sàng hắn đã kiệt sức Lục Tiêu Du kiên trì nhờ vào tâm trí, ý niệm, lúc này tù luyện huyết hồn ấn thành công. Lục Tiêu Du không gượng nổi nữa. Trên đỉnh ngọc sàng tỏa ánh sáng nhạt, nhanh chóng bao bọc người Lục Tiêu Du. Ánh sáng hóa thành vô số năng lượng nhỏ xíu thấm vào lỗ chân lông. Khi Lục Tiêu Du tỉnh lại, cảm giác linh lực trong đầu phục hồi khá nhiều. Trong không gian linh hồn có một năng lượng hư ấn ở trong đó. Cảm giác hình tạng của nó chính là huyết hồn ấn. Lục Tiêu Du trèo lên thành công, rốt cuộc cũng thành công rồi. Lục Thiếu Du bình tĩnh lại, háo hức vận dụng huyết hồn ấn. Huyết hồn ấn trong đầu Lục Thiếu Du nhanh chóng hóa thành chui vào kinh mạch, lao ra các kinh mạch ngưng tụ vào bàn tay phải. Tiếng lòng vượng sư tử hổ báo thú gầm phát ra từ lòng bàn tay phải, chân động mật thất rùng lắc, uy nhiếp khổng lồ khoách tán. Trên lòng bàn tay phải của Lục Thiếu Du, thần dị xuất hiện một ấn quyết kỳ lạ. Ấn quyết như rồng không phải rồng, nhưng hổ không phải hổ màu đỏ rực rất là huyền ảo lục tiêu du nhìn huyết hồn ấn trên tay phải khoe môi cong lên lục tiêu du giấu đi huyết hồn ấn nếu có dịp hắn sẽ thử hiệu quả của nó nhưng hiệu quả huyết hồn ấn tùy theo thực lực nói chính xác hơn là quyết định dựa vào linh hồn lực huyết hồn ấn không đơn thuần dựa vào trận khí linh lực tràn ngập chủ yếu nhất là nương tựa vào linh hồn linh hồn lực càng cường đại thì uy lực huyết hồn ấn càng mạnh. Lục tiêu du phòng trừng thực lực hiện tại của hắn chỉ không chế được một con yêu thú nhị tai, khó có thể đối phó với yêu thú tạm dài. Lục tiêu du ngồi xếp bằng. Lục tiêu du bắt đầu điều tức phục hồi linh lực. Tiếp theo, hắn sẽ tự luyện chế khổi đổi. Một ngày sau, lục tiêu du bóc ra nhiều tài liệu tình luyện, huyền tinh, thạch thượng hảo, toàn là vật dùng để luyện chế khổi đổi. Hiện giờ, Lục tiêu du sắp thử luyện chế khối lỗi, có tên là khối lỗi làng nhân, loại khối lỗi đơn giản nhất trong thiền lĩnh lục. Đẳng cấp loại khối lỗi này toàn quyết định dựa vào tài liệu, thực lực của người luyện chế nó. Không có tài liệu tốt thì dù mạnh mấy cũng không thể luyện chế ra khối lỗi tốt. Không có thực lực cực mạnh, dù tài liệu tốt đến đâu cũng không luyện chế được khối lỗi tốt. Hải thư này không thể thiếu cái nào. Nhưng hiện nay Lục tiêu du không mơ xa thực lực của hắn chưa đủ trình để luyện chế khối đội đẳng cấp cao. Hiện tại, khối đội làng nhân có thuận lợi sinh ra hay không là cả một vấn đề lớn. Dù sao, đây là lần đầu tiên lục tiêu du luyện chế khối đội. Hắn chỉ có trí thức lý luân, chưa từng thực tiễn bao giờ. Nhưng hắn nhất định sẽ cố gắng luyện thành công. Kính thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.